Và thôi, để xóa đi hết tất cả những giờ phút u ám, thì chúng tôi muốn nói lại một thông điệp rất cũ thôi. Nhưng chúng ta hãy đừng sống vô cảm, hãy đừng lạnh lùng. Và bây giờ sẽ là ca khúc Tâm Hồn Của Đá. Đừng sống giống như họ đã được sống.